Lời đầu tiên, mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Mảnh ghép yêu thương chào em. Dạ, em chào anh Minh Hoàng, em chào chương trình, em chào cộng đồng mạng. Em tên là Tăng Thị Kiều Diễm, hiện tại em đang sống. Em tên gì? Dạ, em tên Diễm anh, Kiều Diễm. Tăng hả? Tăng Thị Kiều Diễm. Tăng Thị Kiều Diễm, rồi sinh năm mấy nè? Em sinh năm 1980 anh Hoàng. Tăng Thị Kiều Diễm sinh năm 1980 là 44 tuổi ha. Dạ. Kiều Diễm đến từ đâu? Dạ em đến từ thành phố Bình Dương anh. Từ thành phố Bình Dương. Rồi giờ Diễm nè, Diễm có đồng ý cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của Diễm đăng lên mạng xã hội không? Dạ em đồng ý ạ. Mọi khiếu nại sau này của gia đình cũng như bản thân Diễm yêu cầu mảnh ghép yêu thương tháo gỡ bỏ video là không được. Dạ, dạ em đồng ý. Diễm phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước lời nói của mình ha. Dạ. Rồi hiện nay hôn nhân gia đình của Diễm như thế nào? Dạ, hiện tại thì em đã ly hôn được 13 năm ạ. Ly hôn được 13 năm. Diễm được mấy mặt con? Dạ em có một bé hiện tại học lớp 11, anh bé trai. Rồi ở Bình Dương hiện nay là Diễm đang ở nhà của mình hay là nhà của ai? Dạ em hiện tại thì em sống chung với lại ba mẹ ruột em với con em. Đang còn sống chung với ba mẹ ha? Dạ. Với con luôn hả? Dạ. Diễm đang làm công việc gì? Dạ hiện tại thì em có quán trà sữa ăn vặt đó anh Hoàng. Bán tại nhà luôn ha, mình thuê chỗ bán. Dạ em thuê mặt bằng, hiện tại em đang ở quán, em mới dọn hàng xong. Tranh thủ dọn sớm để ghi hình. Bán trà sữa với ăn vặt vậy là chắc thu hút các em tuổi vị thành niên nhiều ha. Dạ quán em nó cũng gần trường học á anh, đa số thường là học sinh là nhiều. Rồi thu nhập có ổn không Diễm? Dạ cũng ổn anh Hoàng. Thì cái cổ nó hò quá, nó ngứa ngứa. Rồi thu nhập mình bán trà sữa hàng ngày có ổn không Diễm? Dạ, dạ cũng ổn anh, nói chung cũng đủ đóng tiền nhà cho bé nó đi học thì vừa đủ anh Hoàng, tại vì cũng tình hình chung á anh, giờ bán tất cả đều chậm. Rồi Diễm cao bao nhiêu nè? Dạ em cao 1m55, em nặng 58kg. Cuộc sống hàng ngày Diễm có những cái ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là em hay hơi nóng tính xíu. Khuyết điểm là hơi nóng tính, còn cái ưu điểm? Dạ ưu điểm của em thì em hay em thương người, mũi lòng, hay mũi lòng đi đường thấy mấy người già đi bán vé số rồi em hay ủng hộ vé số, với em hay cho đồ ăn với lại hay cho tiền trong khả năng của em. Cuộc sống hàng ngày và Diễm có những cái sở thích gì không nè? Dạ sở thích của em thì em thích nghe nhạc bolero. Thích nghe nhạc bolero, có thích hát không? Dạ cũng hay hát, tại quán em có dàn cao kê. Sống luôn, để ngay quán luôn hả? Dạ có sẵn luôn, cứ hôm nào vắng khách thì em mở, em ngồi em hát một mình. Hát bạn kéo khách lại ha. Có khi thì cũng có mấy anh chị ở xóm qua chơi cũng hát chung với em. Thường thôi, thì bữa nay chẳng dịp này Diễm tặng cho quý vị khán giả một ca khúc nào đó mà Diễm ưa thích được không? Ca khúc hả? Hát em sợ cộng đồng mạng vô nói này nói nọ em sợ quá à. Đâu có gì đâu, thì mình hát góp vui mà, hát một khúc thôi.
Dạ, vậy em hát bài Du Lan Nhớ Mẹ. U Lan nhớ mẹ rồi, xin mời. Dạ. Dù con đi suốt cả cuộc đời cũng không bao giờ nghe hết những lời mẹ ru trong trái tim con. Lời mẹ ru con êm đềm như suối mát trong lành, để con khôn lớn đắp xây cuộc đời tươi sáng. Mong muốn lòng con từ bi, con thành người tài đức vẹn toàn. Dạ em hát một khúc thôi ạ. Cũng hay ha, cũng ngang ngửa với ca sĩ Dạ cảm ơn anh đã khen. à. Em thích bài đó nó anh Hoàng, tại vì em thương mẹ. Em hay hát cái bài đó lắm. Bố mẹ vẫn còn mạnh khỏe hả? Dạ mẹ em ba mẹ còn đủ anh. Anh em trong nhà đông không? Dạ gia đình em bốn anh em, ba trai một gái anh. Có mình em là gái hả? Dạ có mình em là gái. Em lớn hay là nhỏ nhất? Em thứ ba, em còn một anh trai rồi tới em. Một đứa em kế em chưa có gia đình, còn thằng Út thì có gia đình hai con rồi ạ. Dạ. Diễm xem chương trình Mảnh Ghép lâu chưa nè? Dạ em xem cũng lâu rồi anh Hoàng, em kênh anh Hoàng em xem rất là nhiều. Hình như anh Hoàng đăng clip lên, clip mới em đều xem. Nếu mà Rồi rồi mà sao xem lâu rồi mà hôm nay mới quyết định lên hả? dạ em sợ, Sợ thì gì? em thấy mấy anh chị lên đăng ký kết nối, em đọc mấy cái bình luận á em sợ, chứ lại nói sao em ở ngoài kiếm không được hay sao mà phải lên trên mạng, để em sợ người ta nói em cho nên em ngại quá, em ngại cái em không dám. Tại sao bữa nay lại dám, bữa nay lại cả gan dám là sao? Tại vì em cũng tính em kiếm ở bên ngoài, nhưng mà công việc của em hiện tại giờ em buôn bán á, em không có thời gian nữa, không có thời gian để mà mình phải rảnh rỗi giống người khác. Tại vì em về tới nhà là phải là 11 giờ đêm hơn, dọn quán xong rồi sáng tầm 4 giờ rưỡi, 4 giờ em đã dậy rồi, nên thời gian em không có còn thời gian để em tìm hiểu nữa, thì em mới suy nghĩ đắn đo rất là nhiều lần luôn á. Vì em cũng sợ, em sợ lên ta nói em sao cũng còn trẻ mà không 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 tìm bên ngoài được hay sao mà phải lên chương trình, mà nay em cũng bọng gan, tối này em điện cho anh mà em cũng run. Rồi Diễm có ấn tượng được anh nào trên mấy video đó chưa? Dạ có nhưng mà không dám nói sợ Rồi hôm nay Diễm tính sao? Tính gọi cho chương trình đặng mình bày tỏ bản thân thôi hay là sao? bày tỏ bản thân. Mình bày tỏ bản thân đi ha, để các anh xem rồi các anh chọn mình cho nó dễ hơn ha. Trời Diễm thích cái mẫu người đàn ông như thế nào mới hợp với cuộc sống của mình? Em thích người đàn ông mà cũng 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 có cái sở thích kinh doanh giống em á. Sở thích kinh doanh giống em thì càng tốt, còn không thì có công việc làm ổn định. Có công việc là ổn định, có cần có nhà không? Dạ có nhà. Có công ăn việc làm ổn định, có nhà ha. Rồi độ tuổi thì tầm khoảng bao nhiêu? Dạ, từ em trở lên. Từ 44 tới mấy? Dạ, Tới đến 75. giờ Tới 75 cũng nè. 75 dạ, từ... cho nó dư ra chút ha. sao cũng được. Nghĩa 75 là... độ không? 75 có thấy ngại không?
Dạ em cũng không có ngại, nhưng em sợ người ta ngại thôi. Dạ. Mình 44 tuổi mà chọn 75 tuổi đi thấy có ngại không? Mỗi khi mình xưng hô rồi mình kêu nó có ngại không? Dạ cũng ngại. 75 tuổi có thể hơn tuổi bố mẹ của Diễm không? Dạ hơn bố mẹ, hơn ba mẹ vài tuổi. Đó, thì đó cái quan trọng là mình có thấy ngại hay không á. Khi mình đưa ra cái tiêu chí mình chọn từ 44 tới 75 thì đúng là tình yêu thì không phân biệt tuổi tác, nếu có duyên thì tự động nó sẽ đến, mình cũng không có biết được ở cái độ tuổi, nhưng mà hỏi thì hỏi vậy thôi, nhưng mà duyên đến thì cứ bình thường thôi. Bây giờ thế giới người ta cũng có nhiều khi người vợ rất là cao tuổi, người chồng trẻ tuổi cũng có, đôi khi người chồng rất là cao tuổi, người vợ trẻ tuổi cũng bình thường. Rồi bây giờ Diễm có thích anh đó cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu không? Dạ 1m65 trở lên rồi là được. Cân nặng Cân nặng thì tương xứng, từ em cũng chứng không biết nặng nhiêu là được nữa. hả? Dạ cũng dốc dáng, cũng gọn gọn người là được anh. Diễm có thích anh đó bia rượu cà phê thuốc lá gì không? Cà phê thì bình thường á, đàn ông thì phải cà phê rồi, nhưng mà bia rượu thì đám tiệc uống chút chút thì được, chứ đừng, em cũng không thích uống nhiều mà cũng không thích uống mỗi ngày. Việc những cái đó thì chút chút mình miễn sao đừng có lầy lội là được ha. Dạ đúng, chứ đàn ông mà mình cấm cản mấy cái đó cũng được. Diễm thích cái anh đó người vùng miền nào? Dạ miền nào cũng được, nhưng mà nếu mà trong miền Nam thì nó đi tới luôn nó tiện hơn. Miền Nam thì nó gần gũi hơn ha, nó đi đi về về nó gần hơn ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi Diễm còn có cái tiêu chí gì nữa không, đưa ra để các anh khi xem được cái video này nè, các anh chủ động kết nối với mình lẹ hơn. Thì tiêu chí của em là hiện tại em thì cũng là mẹ đơn thân, thì cũng có một bé bi đang đi học. Công việc của em hiện tại là buôn bán đó, một mình em thì vừa 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 làm chủ là vừa làm lính luôn, có mình em. Thì anh nào cảm thấy là đồng cảm với cái hoàn cảnh của em, cũng sở thích kinh doanh đó, thì nói với anh Minh Hoàng xin số tìm hiểu. Nếu mà được đó thì tìm hiểu mà thấy hợp nhau á thì có thể là về đầu tư thêm, tại vì em cũng đang rất là muốn phát trương lên, cũng muốn bán nhiều mảng thêm á, nhưng mà có một mình nè, có một mình em, cho nên em cũng không thể nào một mình mà gom hết tất cả cái công việc khác được nữa. Cho nên là anh nào mà có sở thích cùng cùng với em kinh doanh thì gọi cho anh Minh Hoàng và kết nối tìm hiểu ạ. Rồi Diễm muốn thích đi theo ví dụ như có một cái mảnh ghép nào đó phù hợp với cái tiêu chí của Diễm thì Diễm thích đi về bên anh ấy ở, hay là muốn anh ấy phải đến ở với Diễm? Ở nơi nào mà cảm thấy hai đứa mà trong thời gian tìm hiểu mà cảm thấy ở nơi nào mà ok, có thể thuận tiện cho nó hai đứa thì nơi nào cũng được. Nếu mà bên anh ấy mà thuận tiện để cho hai đứa thì cũng được, mà nếu anh ấy thấy ở bên em mà anh ấy không cản trở công việc của ảnh hay là cái gì đó thì cũng được. Rồi hôm nay chương trình nhận cuộc gọi của Diễm và xin ghi nhận cái sự chia sẻ trải lòng nãy giờ của Diễm ha. Các anh độ tuổi từ 44 cho đến 75, nếu mà các anh nào mà nằm trong cái tiêu chí của một cô gái cũng là mẹ đơn thân còn rất là trẻ luôn, 44 tuổi, các anh nào thấy hợp thì hãy nhanh tay
bắt điện thoại gọi đến số chương trình. Chương trình sẽ sắp xếp cho hai người có một cái cuộc gặp gỡ, giao lưu, mình trò chuyện với nhau. Nếu mà thấy hợp thì hai người tự cho số rồi mình về mình tìm hiểu thêm. Nếu mà tìm hiểu lâu ngày vài tháng đó thấy hợp thì mình tiến xa hơn, còn không hợp thì mình coi nhau như những người bạn, và cơ hội của mọi người vẫn còn như thường, mình vẫn còn quyền chọn lựa một cái đối phương khác ha. Rồi, chương trình cảm ơn Diễm đã dành thời gian quý báu của mình này, vừa bán vừa dọn hàng để có tranh thủ có cái cuộc nói chuyện vui vẻ ngày hôm nay. Cũng cầu chúc cho Diễm sớm ngày tìm được cái nửa mảnh ghép thật sự yêu thương giống như cái lòng của Diễm mong ước ha. Em cảm ơn anh Minh Hoàng, em cảm ơn chương trình cũng tạo điều kiện để cho em kết nối với lại kênh của anh ạ. Rồi, bây giờ em chào quý vị khán giả để anh em mình kết thúc video ha. Dạ, em chào chương trình, em chào anh Minh Hoàng và em chào quý vị khán giả cộng đồng mạng. Được một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc, ngủ ngon. Em cũng chúc anh Minh Hoàng được nhiều sức khỏe và kênh của anh ngày càng phát triển hơn ạ. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Trước khi kết thúc video, mảnh ghép yêu thương cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chào Diễm ha. Dạ em chào.